đề dạy con nữa, mà trước khi mình vào cái phần phán xét này á, thì mình cũng nói trước là cái gọi là cái apple fall it not far from the tree, có nghĩa là trái táo khi nó rụng nó sẽ không lăn quá xa đâu, nó sẽ gần gần cái gốc. Thì khi mình dạy con thì mẹ nào cũng muốn con tốt đẹp hết, mẹ nào cũng muốn con trở thành một người công dân tốt hết. Tuy nhiên cái việc đó không phải là bạn muốn mà nó có. Con bạn có thể thành đạt, con bạn có thể thành danh, con bạn có thể thành tài, nhưng mà thành người thì chưa chắc. Tại vì á, nó thành người nó còn phụ thuộc là bạn dạy nó như thế nào và bạn là người như thế nào. Tại vì bạn ở level nào á thì con của bạn á, về cái khả năng nó bình an, khả năng nó biết đối nhân xử thế, cái khả năng nó sống thăng bằng á, nó gần y chang bạn thôi. Cho nên bạn ở đây á, thì nó ở đây, mà level bạn ở đây á, thì nó ở đây, chứ không phải là bạn có cách dạy con tốt. Nếu mà bản thân bạn không tốt thì con bạn nó cũng đâu đó thôi, nó không có xa được. Cho nên á, Biên nhiều lúc Biên cũng không có expect gì nhiều, có nghĩa là mình dạy con tốt nhất có thể, nhưng mà nó cũng phải không là người tốt nhất ở trong xã hội này đâu. Nó lớn lên nó vẫn lớn tiếng, nó vẫn ganh tị hay là nó vẫn gì đó, thì nó là giống gừng mình. Nó giống gừng mình cũng không có thể nào muốn nó hơn được, tại vì con người mình cái level mình nó tới mức đó thôi à, thì con mình nó đâu đâu nó giống mình thôi, nó không xa mình được, nó không khác mình được, mà cũng đừng có mong đợi là con mình nó lột xác nó thành người khác. Nó sẽ thi đậu bằng đại học, nó sẽ ra chức danh, nhưng mà con của mình á, nó sẽ giống mình. Cho nên ở nếu mà ở ngoài mà người ta nói cái phiên bản mình chưa tốt thì sau này con mình nó cũng vậy thôi hả. Đừng đừng có mong đợi nó quá, đừng có mong đợi cái sự lột xác, nó y chang bạn thấy á, nó copy mình dữ lắm. Tại vì cái cách mà bạn giận mẹ, bạn không gọi phone thì nó cũng vậy thôi. Cái cách bạn giận chồng, mình nói mày xuống kêu ba mày xuống ăn cơm đi, tao không ăn, mai tao mới ăn, thì nó ai ai chỉ cho nó cách đó, lớn lên á là những cái cách đó là nó sẽ sai lại. Tại trong não nó không có gì chồng hết á, những cái gì nó ra quyết định á là những cái gì nó thấy mẹ nó làm trước đó, nó làm y chang, nó không có khác, không có khác, nó không khác gì hết á. Cho nên á, mình dạy con mình cố gắng thay đổi mình tốt nhất có thể, nhưng mà sau này con mình nó không được tốt như người ta, nó không có hiếu thảo, thì mình biết là ồ nó giống mình đó. Nó giống mình đó, mình cỡ đó thôi, mình có cao hơn đâu, là mình cao hơn là nó đã cao hơn rồi. Mà mình không expect nha, Bi không có expect Lana, Anna hay Nathan nó trở thành một con người rất là gương mẫu hay là một cái hình mẫu, không có expect. Tại vì mình là sao là nó là vậy, mình sao nó là vậy, mình không thể hơn mà nó cũng không thể hơn. Nhưng mà khi khi bạn biết các cái năng lực, ví dụ như cái năng lực yêu thương bản thân, không tôn trọng sự khác biệt, nếu bạn thay đổi bạn thành một con người khác thì con bạn sẽ thành một con người khác. Thì hỏi trước khi mình dạy con, mình hỏi mình đã làm được cái điều đó hay chưa. Nếu như mà nói là về năng lực biết ơn hay biết yêu thương bản thân, mình đã yêu thương bản thân chưa? Là mình chưa biết yêu thương bản thân thì làm sao mình biết dạy con, làm sao có cái thứ để cho nó nhìn mình từ đầu đến cuối, nó quan sát từ đầu đến cuối. Cho nên á, là để dạy con thì mình phải trở thành một người tốt trước, mà tốt nhất có thể. Còn tốt ở level nào thì mình không biết, chị cũng không biết, chị không biết sau này đưa những đứa con chị nó ở level nào, nhưng mà thôi mình cố gắng mình thay đổi mình trước đi, rồi nó mình ở đâu thì nó ở ngay đó, ở ngay đó, và cũng không có cần nó phải quá xuất sắc làm gì. Rồi thì đó một cái expectation để cho bạn xét trước khi bạn dạy con của mình. Rồi cái không có phán xét người khác, thì là để không phán xét người khác thì mẹ cũng không được phán xét người khác. Mình không thể nào mình ra đường mình nói với con mình dắt nó đi một bên, mà mình gọi điện với bạn của mình nói hai người nói chuyện với nhau, mày biết không, nó mang đồ kỳ cục lắm, đồ dày mà nó cũng mang được, hình đó nó cũng bỏ Facebook được, cái con nó suốt ngày nó đăng hình Facebook, thì đứa nhỏ nó sẽ nghe mình, nó nghĩa là mình đang phán xét.
Rồi mình nói ủa, người gì mà xăm đồ mà người gì mà tóc tai mà nhuộm, rồi mình không muốn cho con mình trở thành như vậy mà, cho nên mình cứ che những cái hình ảnh đó, cứ xăm là mình che, mà hễ nhuộm là mình che. Bạn đừng có lo, nó tới tuổi teen nó muốn nhuộm nó nhuộm, nhưng mà sau này nó 40 tuổi nó không muốn nhuộm nữa, nó không muốn nhuộm nữa. Cho nên con của bạn á, bạn không muốn nó nhuộm tóc nó cũng sẽ đi nhuộm tóc à, chứ không phải là mình nói mình chê người khác, mình chê người ta, tại khi mình chê vậy là mình phán xét rồi, mình phán xét người khác rồi, rồi mình tại sao sao lỗ tai, tại sao lại làm điều này, tại sao mình nói bóng nói gió với thì con mình sẽ nghe, nó sẽ phán xét. Mình phán xét như thế nào con mình phán xét y chang mình, bạn thấy không, nó lắng nghe tất cả. Tại vì trong não nó lớn lên sau này á, nó lớn lên nó là thành người con gái 20 mấy tuổi, nó lấy chồng á, thì những cái hành xử của mình á, của nó với chồng nó sẽ nhớ về quá khứ. Tại vì trong não nó trống không, trống không à, nó sẽ làm những cái việc mà nó đã nhìn thấy trong quá khứ. Lúc đó mẹ nó giận chồng thì mẹ nó làm gì thì nó làm y chang. Hoặc là khi mà mẹ giận bà ngoại, mẹ làm cái gì, mẹ không gọi điện, bà ngoại gọi về mẹ không về, Tết mẹ không về, thì mai mốt nó cũng làm y chang như mình. Có nghĩa là cái sự bất hiếu của mình á, những cái chị nào mà không có mối quan hệ tốt với mẹ đó, thì con sau này nó cũng không có mối quan hệ tốt với mình. Nó đương nhiên luôn á, nó là ô tô đương nhiên luôn. Cho nên á, là bạn phải cẩn thận khi mà bạn hành xử với mẹ ruột, thì sau này con bạn sẽ làm y chang như vậy. À, rồi nhớ là khi mà cái chủ đề mà gọi là rồi nói cái vấn đề phán xét thì phải nói về vấn đề nói xấu. Mình hay nói xấu người khác thì cái vấn đề này nói rất là nhiều, nhưng mà có cái phần này các bạn phải để ý nè, là khi mà bạn bạn đăng Facebook, bạn nói là bạn không hề bao giờ nói xấu công ty cũ, bạn không hề nói xấu bạn bè, bạn không hề nói xấu đồng nghiệp, không nói xấu trong người trong gia đình, thì không có chưa có đủ. Viên đọc những cái bài đó và Viên cười à, Viên cười Viên nói oh wow good good but not that it's not enough. Bạn á, là cái người mà không nói xấu người khác á, là bạn phải là cái người mà người khác không dám kể xấu người khác. Có nghĩa là cái người bạn của bạn á, không dám tới với bạn và nói xấu người khác. Mà hiểu cái ý đó không? Cái đó là một cái level mà bạn phải để ý. Tại vì bạn có ba mẹ đi, bạn thấy á, là những cái người bạn thân, bạn trai của bạn á, hoặc là những người khác có bao giờ mà tới gặp bạn để nói xấu ngay cả ba cả mẹ của mình trước mặt mình không? Tại vì sao? Tại vì người ta biết cái tâm mình á, là không muốn ai nói xấu cha mẹ của mình. À, không muốn chồng nói xấu cha mẹ nghe. Cho nên người ta dám vác cái mặt tới để nói xấu cha mẹ của mình không? Những cái người mình thương yêu nhất không? Đương nhiên người ta không nói. Nhưng mà tại sao cái cô bạn thân lại tới nói xấu về mình với một nói xấu người khác với mình kể cho mình nghe? Tại sao? Là tại vì bạn muốn nghe. Tâm bạn muốn nghe cho nên nó mới kể. Còn nếu mà bạn không muốn nghe là nó không kể. Cho nên bạn không nói xấu nhưng mà bạn muốn nghe người khác nói xấu về người khác. Cái này được không chối được đâu, tại vì mình cũng biết. Mình cũng biết nhiều lúc á là mình involve một câu chuyện nói xấu người khác. Nhưng mà mình nghĩ là ồ, mình không có tội lỗi gì ở đây hết, tại mình không phải đứa nói xấu, nó là đứa nói xấu, mình chỉ đứa lắng nghe thôi. À, sau này về lắng nghe rồi mình kể lại cho người đó để mình lấy điểm. Oh, that's not good. That's not good. That's not good enough. Bạn không, cái level bạn không nói xấu là level ẩn vẫn còn trên cao. Cái level mà người khác không có tới kể chuyện xấu về người khác, cái đó mới là đỉnh. Hãy subscribe và đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mới này. Bấm like, để thêm yêu thích, chia sẻ niềm vui với tất cả mọi người. Bật thông báo để không lỡ điều gì, kênh của Trường Bên Trường là niềm vui mãi đây. Hãy subscribe và đăng ký ngay hôm nay.